Xin chào khán giả của chương trình Cơ hội đổi đời. Đây là lần đầu tiên mà Nghị được tham gia chương trình. Thì ngày đầu tiên tới với Cần Thơ, huyện Phong Điền, thì Nghị cảm nhận được cái tình cảm của khán giả nơi đây, người dân nơi đây rất là thân thiện, rất là gần gũi và hết lòng giúp đỡ nghệ sĩ để nghệ sĩ có thể hoàn thành nhiệm vụ kiếm tiền để mà giúp đỡ người nghèo. Thì Nghị thấy đây chương trình Cơ hội đổi đời là một chương trình rất là ý nghĩa, và Nghị và các nghệ sĩ tham gia rất là vinh dự khi mà được làm một phần giúp đỡ. Vui, tuy mệt nhưng mà vui, rất là gần gũi với bà con cũng ủng hộ nhiệt tình, giúp đỡ nhiệt tình, rất là tuyệt vời. Bà con ở Phong Điền rất là gần gũi với nghệ sĩ. Cái thử thách của anh là thử thách làm lại hai mâm trái cây cúng ngày Tết giống y chang trong hình. Cái khó trong đó là nó có hai cái dưa mà phải khắc tên vạn sự như ý. Thì cái khắc đó là phải thật sự là có máy. Còn đây là mình chỉ có một cái con dao thôi, cho nên là mình chỉ có thể chẻ cái vỏ nó ra. Nghị khắc cái chữ như ý á, nó vô trong lòng đỏ của trái dưa hấu luôn, nhưng mà vẫn hoàn thành. Nói chung là hoàn thành nhiệm vụ là được. Ba con, trời ơi, dễ thương, người dân ở đây dễ thương gì đâu. Chào tất cả quý vị khán giả, ngày hôm nay thì Ngọc Trâm và anh Long Nhật đã có tại Phong Điền, Cần Thơ để tham dự chương trình Đổi Đời, và mong rằng ngày hôm nay thì cả anh Long Nhật và cả Ngọc Trâm sẽ cố gắng vượt qua thử thách để làm sao có một số tiền thật là lớn để dành tặng cho... Anh nhìn nè. Dạ vâng ạ. Anh nói cho mà nghe nè, chuyện phỏng vấn trước này rất là hay. Cơ hội đổi đời của HTV Bài Đài Truyền Thành phố Hồ Chí Minh kể từ về công ty Tập Bi thực hiện. Anh Long Nhật cảm thấy như thế nào? Một cá nhân em thì cảm thấy rằng ngày hôm nay đến đây được gặp anh Long Nhật này, được gặp chị Việt Hương này, rồi là anh Đại Nghĩa, rồi là em Xuân Nghị, thì em cảm thấy rằng là mọi người đều rất là vui vẻ cũng như là thân thiện. Em có thể sẽ cố gắng làm sao ngày hôm nay sẽ hoàn thiện hoàn thành thử thách một cách tốt nhất và cố gắng mang được thật nhiều tiền về cho chị đấy. Hoang mang lo lắng chứ phải có hoang mang, nhưng mà chính ra là có một chút hoang mang, một chút lo lắng, một chút áp lực cái gì đó, thấy vui. Chứ đi vào bất cứ một cái cuộc chơi nào, kể cả 10 tuổi, anh Nhật hạt 30 năm rồi nè, anh Nhật là hạt 30 năm, mà chị mà 27 năm rồi, mà tuổi nào cũng hoang mang, tuổi nào cũng áp lực, mà bị bước ra sân khấu là vẫn còn hơn. Còn đi quay truyền thực tế như thế này là quay ngày nào cũng đi quay, mà chuẩn bị bước vào một trò chơi là lúc nào cũng phải hồi hộp. Mà chính vì cái rung động, cái hồi hộp đó mới là nghề sự. Vì bị nhớ đón xem chương trình Cơ hội đổi đời được phát sóng vào khung giờ 20:30 và hàng tuần trên HTV7.